Nó còn là cái ao cá này nhá, mà không đến xin lỗi chị Thư nhá, mình khẳng định, mình hứa lên chữ mọi người luôn, cái ao cá này mình cho thành ao cá lổi luôn. Xem phải bố nó không? Không, bố nó thì làm gì có cỡ, bố nó đấm luôn như mình nhá. Bố nó đấm luôn. Bây giờ nhá, nguyên nghệ nhá, con Xuân mà không xin lỗi mình một câu nhá, mình hứa anh mọi người luôn, chiều hôm nay là mình sẽ cho ao nhà con này lổi nhất đêm nay, chứ không phải là nhà nó lổi nhất đâu nhá. Ao nhà nó nuôi mấy tạ cá anh em ạ, mấy chục tạ. Bây giờ mọi người đợi mình bắt được con này rồi mình sẽ hỏi thẳng mặt nó, nói chuyện một một với nó để xem là nó như thế nào. Nếu mà nó mà lấy mà nó nhận tội thì mình còn nói đàng hoàng với nó, còn nó mà cãi thì chắc chắn là mình sẽ mang cái bằng chứng đấy lên cho công an anh em nhé. Nắm tay đi. Bây giờ là đây anh em mình bây giờ nhà nhá. Anh đi tìm nó thấy không anh? Không thấy. Thế anh em nhá. Thì hiện tại là mình với Thư với cả Dũng đang có mặt tại nhà con Xuân ghẻ anh em ạ, con khắc lào với con mắm tôm này này. Mình tuyên bố với mọi người là mình sẽ mua 3 lít mắm tôm, mình sẽ đổ vào nhà nó luôn. Cái nhà này chắc chỉ cần 2 lít thôi chứ không phải 3 lít. Cái này nó nọ rồi phải. Thằng bọn đây cho khắm luôn ấy. Mẹ em con này cay hả? Con này bố léo. Mẹ đã thế nhá. Ngày hôm nay mình sẽ tuyên bố là mình sẽ hát mắm tôm ở nhà con chó Xuân này. Đây. Đấy, nhìn bằng cái đúng bằng cái lồi lều vịt của mình thôi. Đâu bằng hồ xí nhỉ em, anh nói thế. Trốn rồi, các bạn đã trốn rồi, mình đang đi tìm con chó chết này để mình xử lý nó. Tại vì là nó đổ lỗi, Thư lấy tiền từ hồi xưa đến giờ. Tầm này nó trốn đến đâu rồi? Tầm này cũng chưa đến giờ chứ. Căn bản là cái thằng Mạnh kia là nó gọi điện cho con này rồi, biết quá, biết là lộ rồi nên là phải trốn còn gì nữa. Đúng không? Mẹ làm không uổng công anh em mình tìm mấy cái này. Khi nó còn nhảy xuống kia nó trốn. Ủa sao anh sao nó có lặn ở dưới ao không? Anh nhìn nó trốn dưới này. Ủa đây em lục hết anh ạ. Đây toàn vôi. Ai gọi anh nhở? Xem sao này. Ra tìm xem nó có lặn ở dưới ao không? Anh gọi này. Anh nhìn này. Ấy sao? Alo. Kim chổi đây làm sao đây? Phải cái chỗ của em gì? Chắc là đàn em của con Xuân. Đúng rồi, chắc là em của con Xuân đấy. Dọa mình mà. Nó định dọa mình. Ui, anh ơi, vứt mẹ đôi giày của bố đi. Đây đôi giày của con Xuân à? Thôi đừng ra đạo. Đâu? Thì dọa nó. Lỡ biết đâu, chúng nó buộc ải vào giày đấy. Thì không phải. Tự nhiên treo giày lên cây. Sợ lắm anh ạ. Hôm nay ấy, mình xem được cái đoạn camera ở nhà mình các bạn ạ. Thế là mình mới phát hiện ra là chính cái con Xuân Mili đấy là người yêu của thằng Mạnh, mà người yêu Mạnh em ruột của mình, là nó chính ra là nó hai vợ chồng nó mục đích là hãm hại Thư để cho chị Thư ra khỏi nhà các bạn ạ. Mục đích của nó là muốn là chiếm tài sản. Nó đấy. Quá khốn nạn nó đấy, mình chưa thấy đứa nào nó âm mưu như vậy luôn đấy. Bởi vì là nó biết là mình là người cắt tiền đi rồi. Thế là bắt đầu nó mới chạy ra để nó cắt tiền đi, xong rồi nó lừa mọi người. Giờ chị gặp nó chị sẽ làm gì? Chị dã chết luôn đấy. Đi ra đi nha. Tôi đây. Trốn làm sao được chỗ Hà Xuân ơi. Ra ngoài đi. Xuân ơi, có đang lơi đâu. Về đi Xuân ơi. Xuân ơi, trốn mãi được không? Mẹ tiếng mày trốn được à? Hả? Xuân ơi, có đang lơi đâu. Về đi con. Ra ngoài đi nha. Trong nhà nó có gì không? Trốn rồi. Trong nhà nó có gì không? Trong nhà có gì đâu mà có một cái tivi không mà. Hôm thằng chồng nó đèo đây là chồng nhìn thấy này. Con bướm này. Còn là cái ao cá này nhá. Mà không đến xin lỗi chị Thư nhá, mình khẳng định, mình hứa lên chữ mọi người luôn, cái ao cá này mình cho thành ao cá lổi luôn. Xem phải bố nó không? Không, bố nó thì làm gì có cỡ, bố nó đấm luôn như mình nhá. Bố nó đấm luôn. Bây giờ nhá, nguyên nghệ nhá, con Xuân mà không xin lỗi mình một câu nhá, mình hứa anh mọi người luôn, chiều hôm nay là mình sẽ cho ao nhà con này lổi nhất đêm nay, chứ không phải là nhà nó lổi nhất đâu nhá. Ao nhà nó nuôi mấy tạ cá anh em ạ, mấy chục tạ. Chết hết. Bảo sao nhà nghèo như này, bảo sao về nhà mình bắt đầu là hạnh huệ đấy, hạnh nào gọi. Alo. À sao vậy? Ảo nhờ ai nhờ? Biết ai? Thế lại có vụ đánh ghen nào? Trong bảo bây giờ thôi, đã tìm được ra cái người lấy tiền rồi. Thì chắc chắn là mọi người cũng thông cảm cho vợ, tất cả mọi người chắc cũng hiểu cho vợ. Nên là thôi vợ không có gì phải buồn cả. Rồi mình sẽ tìm được con Xuân kia, mình bắt bằng được nó, mình dã nó một trận. Đúng rồi, chị đã. Không lấy chị không phải lo gì hết. Nếu mà Thư mà đã không lấy rồi thì mọi người sẽ thông cảm, rồi là sẽ hiểu ra thôi.
tại vì là mọi người chưa hiểu ra đây là mọi người mới nói như vậy, còn nếu là mọi người hiểu ra rồi thì mọi người chắc chắn là không làm thế đâu. Vâng. Nhá. Nhưng mà buồn lắm chứ, bởi vì là mọi người từ trước đến giờ mọi người nghĩ là mình đã trộm tiền ấy. Ừ. Xong rồi mọi người cứ chửi mình là hám tiền, xong rồi là phá mình, kể cả là mình đi đường cũng thế, cũng chửi mắng mình ấy, mình rất là tủi thân. Biết là thế rồi nhưng mà thôi cố gắng lên. Đúng là nhiều chỉ người mong... người ta nhìn thấy vẻ bề ngoài nhưng mà người ta không biết được cái tính cách con người chỉ mong là sau khi mà biết tất cả chân tướng sự thật này rồi thì mọi người sẽ có cái nhìn khác về mình. Mà mong mọi người là bỏ qua tất cả những cái lỗi lầm cho Thư, kể cả Thư có sai từ hồi mà yêu cái thằng kia hay là như thế nào. Bây giờ thì Thư đã về với mình và Thư đã thật sự đã yêu mình rồi. Và mình với cả Thư là sẽ hứa với mọi người là sống thật tốt và sẽ chăm lo cho em bé. Từ bây giờ là một mình không liên quan gì đến Trà Xanh nữa các bạn ạ. Ngày xưa là do Hiệp với Hiệp không yêu thằng Trà Xanh nữa. Từ từ nữa. Bởi vì là ngày xưa ấy, thằng Trà Xanh ấy, nó cứ bảo mình là mình phải nghe theo lời nó ấy, bắt mình phải bỏ Kiên ấy. Xong rồi dặn là mình đủ điều nên là mình mới phải nghe theo lời nó thôi. Chứ thật ra là mình không có yêu nó một tí nào hết đâu mọi người ạ. Mọi người tin tưởng, bởi vì là bây giờ hiện tại thì mình chỉ có yêu Kiên thôi. Mình chỉ mong là mình có một gia đình hạnh phúc, với cả là em bé trong bụng của mình ấy cũng có một người bố tuyệt vời như Kiên thôi. Bây giờ mọi người đợi mình bắt được con này rồi mình sẽ hỏi thẳng mặt nó, nói chuyện một một với nó để xem là nó như thế nào. Nếu mà nó mà lấy, mà nó nhận tội thì mình còn nói đàng hoàng với nó. Còn nó mà cãi thì chắc chắn là mình sẽ mang cái bằng chứng đấy lên cho công an. Anh em nhé. Nắm tay đi. Bây giờ là bây giờ anh em mình bây giờ nhà nhá. Bây giờ đợi đây thì chắc là nó cũng không về đâu. Ừ. Tại vì là thằng Mạnh ấy nó sẽ điện cho con đấy, nó bảo là bây giờ là anh em mình đợi đây rồi, nó không về đâu, nó không dám về đâu. Ừ. Tại vì nó có người báo rồi. Bây giờ thì Phi về xong là hỏi ý kiến thằng Mạnh, bắt thằng Mạnh phải nói ra là con kia nó đang ở đâu. Ừ. Được chưa? Ừ. Chỉ có thằng Mạnh mới biết là người yêu nó đang ở đâu thôi. Okay. Đúng không? Đúng rồi. Chỉ có người thằng Mạnh mới biết thôi. Còn bây giờ nếu mà mình mà không hỏi chắc chắn không ai biết được. Hoặc là mình có thể là mình dình ra thằng Mạnh ấy. Ừ. Mình sẽ dình xem bọn hôm nó sẽ đi đâu là mình sẽ biết ngay là con Xuân ở đâu. Đúng rồi. Bây giờ hay là để em dình cho. Có khi bây giờ mình hỏi nó sẽ không trả lời đâu, mình phải dình thôi. Đừng hỏi, hỏi nó càng ấy đấy. Hỏi nó càng giấu đấy. Hỏi nó đéo nói đâu nhỉ. Bây giờ mình dình thôi anh ạ. Thế tí nữa về để anh bắt đầu anh dình. Dình để xem là nó đi đâu là biết ngay. Ừ. Chắc chắn đấy, bọn này là đi đâu xa rồi. Tại vì khi mà bị bộ mặt thật rồi thì... Không, nó không dám đi đâu xa đâu, nó chỉ quấn quanh quẩn đây thôi, nó chưa đi đâu xa được. Biết là không đi đâu xa rồi nhưng mà ý định chúng nó kiểu gì chẳng muốn đi đâu xa đúng không? Đúng. Tại vì là mọi người biết hết thật rồi, ừ. Nó còn cái mặt mũi đâu mà nó dám ở đây nữa, ở đây người ta tệ chết, đúng không? Đi về xong là có gì đánh sẵn đi dình sau. Đi về đã. Cày. Nửa cay nửa tức nửa vui nha mọi người. Cứ cay tức thế nào ấy, tại vì là Thư bị oan. Thẳng luôn đi, thẳng luôn. Bây giờ đi về là anh dình nó, anh dình sau. Dình vài hôm nè, biết ngay mà.